Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên cho các bác mẫu xe địa hình Gian XTC, một mẫu xe rất là quen thuộc với các bác xem kênh em lâu. Thì cái dòng này em về rất nhiều và bán rất là chạy. Thì nó có cái cấu hình DOG rất là cao và bánh 27,5, cái form dáng rất là thể thao, khung nhôm sơn nguyên bản màu đỏ đen. Tiết hoàn thiện của chiếc xe rất là tốt. Gian XTC 800 chạy full bộ chuyển động Shimano DOG. Chiếc xe có size S nhé. Lát đây em sẽ đo size cụ thể cho các bác xem. Vi đông của chiếc xe được trang bị phanh dầu Shimano, tay bấm Shimano DOG và quá hành trình giảm sóc trên tay lái. Đồ nguyên bản chính hãng. Đồ trục rỗng. Ấn cho là đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Hai chiếc xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 42 cm, từ khóa cọc yên đến tâm củ phốt là 56 cm. Thì chiếc xe phù hợp cho các từ khoảng 1m6 đến khoảng 1m7 là phù hợp, khi là phù hợp. DOG 10 lít 3 đĩa và 30 tốc độ khác nhau. Thì chiếc xe đang bán với em mức giá là 9,9 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh để nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.